Có nhiều bà con nói với Thế Giới Máy rằng muốn mua một máy ép cắm viên để ép viên làm cho gia súc, gia cầm ăn, nhưng mà trang trại chăn nuôi của họ ở khu vực điện yếu và ở nơi không có điện thì phải làm sao. Ngày hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu với bà con máy ép cắm viên sử dụng động cơ 5.5 HP. Bà con có thể xem trực tiếp nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang test nguyên liệu là cám trộn với rau, thóc và bắp để ép ra những viên cám giàu chất dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm ăn. Máy sử dụng động cơ cũng giống như sử dụng motor điện, nhưng điều đặc biệt của máy có thể di chuyển đến mọi nơi, mọi địa hình mà không phụ thuộc vào bất cứ dòng điện. Bà con có thể thấy viên cám ra rất đều và đẹp. Khi mà cám ra thì chúng ta có thể cho gà, gia súc, gia cầm ăn được luôn. Còn nếu mà muốn để lại trong thời gian 3-5 ngày thì chúng ta bỏ ra ngoài khoảng chừng nửa tiếng thì cám sẽ khô,